Nghe danh từ lâu, mình cũng đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm của nhà Simple mà nhiều chị em ưa dùng. Vậy nó có thực sự tốt không? Hãy theo dõi bài viết để tìm cho mình một lời giải nhé. 1. Thương hiệu. Simple được đông đảo chị em phụ nữ trên toàn thế giới biết đến là một trong những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng số 1 của Anh. Các sản phẩm của hãng được các chuyên gia da liễu khuyên dùng bởi độ an toàn và lành tính cho da, kể cả những người có làn da nhạy cảm nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm chăm sóc da với các thành phần dịu nhẹ, không hóa chất độc hại thì Simple chính là đáp án sẽ khiến bạn hài lòng. Không chỉ thế, bên cạnh chất lượng tuyệt vời, sản phẩm của Simple cũng được lòng rất nhiều bạn trẻ với giá bán khá phù hợp. 2. Bao bì thiết kế. Thiết kế dạng tuyết nhựa trong suốt với sắc xanh lá nhạt và tươi hơn với phiên bản cũ. Phần nắp bật cũng được chuyển sang màu trắng nổi bật thay vì màu xanh sẫm như trước. Phần thiết kế tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mang lại cho người dùng cảm giác dễ chịu. Thông tin chi tiết về sản phẩm được in trên thân chai bằng tiếng Anh, có dán thêm tem phụ ghi thông tin bằng tiếng Việt. Dung tích 50ml, 150ml. 3. Thành phần Aqua, cung cấp độ ẩm cho làn da luôn mịn màng, khỏe mạnh và sáng hồng từ sâu bên trong. Pro, vitamin B, giảm việc hình thành mụn trên da, hỗ trợ xe khít lỗ chân lông hiệu quả. Vitamin E, giữ ẩm, làm mềm mịn da, giữ cho làn da luôn tươi trẻ trước những tác động của lão hóa. Propylene glycol, giữ cho làn da một độ ẩm cần thiết. Panthenol, cấp nước và dưỡng ẩm cho da, phục hồi phần da bị tổn thương, chống viêm và kích ứng nên phù hợp với nhiều loại da, làm mờ nếp nhăn hiệu quả. Sodium hydroxide, điều chỉnh độ pH ở mức phù hợp. Sản phẩm không chứa các thành phần có hại, paraben, sunfat, cồn, các thành phần gây kích ứng, nên đặc biệt an toàn cho da, kể cả làn da nhạy cảm đến cực kỳ nhạy cảm. 4. Công dụng. Làm sạch bụi bẩn, tạp chất trên da một cách nhẹ nhàng. Lỗ chân lông thông thoáng, loại bỏ các tác nhân gây mụn. Mang lại cảm giác sạch thoáng nhưng không khô căng mà rất dễ chịu cho da. Dưỡng ẩm ở mức phù hợp, giúp da mềm mại và luôn tươi trẻ. Phù hợp sử dụng cho mọi làn da, đặc biệt là da nhạy cảm. 5. Ưu nhược điểm, ưu điểm. Loại sạch bụi bẩn và những tác nhân gây mụn đầu đen, mụn đầu trắng, ngăn ngừa mụn hình thành trên da hiệu quả. Dạng gel trong, mềm mại tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng. Sản phẩm không chứa xà phòng và hương liệu, không gây khô căng khó chịu cho da khi dùng. Dưỡng ẩm cho da một cách tự nhiên với các thành phần an toàn, đem lại cho bạn một làn da mịn màng, chắc khỏe từ sâu bên trong. Phù hợp cho nhiều loại da. Giá bán khá tốt, phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Nhược điểm. Vì đặc tính dịu nhẹ nên khả năng làm sạch da chỉ ở mức trung bình. 6. Cảm nhận cá nhân. Chất gel mềm mịn, lành tính, dễ mát xa lên mặt. Sản phẩm tạo rất ít bọt nên không gây khô rít, mức độ làm sạch khá tốt. Gel rửa mặt Simple không chỉ loại bỏ bụi bẩn, các tác nhân gây mụn mà mình thấy da cũng giữ được độ ẩm tự nhiên, đem lại cảm giác thoải mái sau khi sử dụng. 7. Các câu hỏi thường gặp. Mua hàng ở đâu uy tín? Sản phẩm này khá phổ biến nên bạn có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng mỹ phẩm hoặc có thể mua hàng trên các trang thương mại điện tử. Mình để sẵn đường link dưới video cho các bạn có thể order trực tiếp nè. Sản phẩm có dùng được cho da dầu, mụn không? Làn da dầu mụn bị tổn thương nhiều và khá nhạy cảm nên sản phẩm này hoàn toàn phù hợp nhé. Vì Simple rất dịu nhẹ và an toàn, không gây kích ứng nên bạn có thể yên tâm sử dụng. Sản phẩm có gây kích ứng, nổi mụn không? Simple Keto Skin Wash Gel không chứa các chất có hại và gây kích ứng cho da. Hơn nữa, hoạt chất panthenol trong sản phẩm cũng có khả năng chống viêm và kích ứng nên bạn có thể sử dụng mà không lo bị kích ứng hay nổi mụn. Hè, bạn thấy sao về sản phẩm này? Liệu có muốn mang em ý về nhà hay chưa?